Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Cho nên tôi nhớ câu chuyện của một người đến gặp ông Kenneth Hagin và nói: "Ông Hagin ơi, ông cầu nguyện cho tôi với, tôi rất là muốn ông cầu nguyện. Tôi khó khăn quá." Bảo: "Anh gặp phải điều gì? Anh muốn cầu nguyện điều gì?" Ông đã nói là: "Ông Hagin ơi, ông cầu nguyện cho tôi để ma quỷ nó đừng tấn công tôi nữa." Bảo: "Thế tôi cầu nguyện cho anh chết ngay tức thì nhé." "Ôi, sao vậy?" Ông Hagin nói là: "Chỉ có chết mới thoát khỏi sự tấn công của Satan thôi." Cho nên khi mình còn sống trên đất này, anh chị em à, sẵn sàng đối diện và thắng hơn. Kẻ thù của chúng ta mạnh, nhưng anh chị em à, Chúa chúng ta mạnh hơn. Anh chị em có amen điều đó không ạ? Chúa chúng ta mạnh hơn. Cho nên là ngày xưa đó, khi tôi còn nhỏ đó, tôi cũng hay đi chơi. Và nếu mà mình quen được với một anh chàng mà đại ca được các thứ là tôi hay thích. Rồi anh đã đi cùng, đi chơi cùng, có anh đại ca đi bên cạnh là không đứa nào dám ăn hiếp. Cho nên ngày hôm nay, nếu anh chị em ở cùng Chúa, anh chị em có mối quan hệ với Chúa, anh em đi đâu Chúa cũng đi cùng, đảm bảo không kẻ thù nào dám ăn hiếp. Cho nên sứ điệp buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh chị em mang tên là Vượt qua để đắc thắng. Vượt qua, chúng ta cần vượt qua để đắc thắng. Hay là nói một cách dễ hiểu hơn thì sứ điệp này gọi là vượt qua để vươn lên. Anh chị em nhìn thấy những cái hình ảnh đó, có những cái hạt giống nó được chôn ở dưới đất mà trên đó có một cái lớp gỗ, một cái lớp đá nhỏ phủ lên. Và hạt giống đó một thời gian nó mọc lên và bằng cách nào đó nó đâm xuyên qua cái miếng gỗ đó, đâm xuyên qua cái miếng che phủ trên đó để nó trồi lên phía trên thành một cái mầm sống. Anh em hãy tưởng tượng cái hình ảnh đó. Và hình ảnh đó tôi gọi là vượt qua để vươn lên. Và trong cuộc sống hàng ngày anh chị em khi anh chị em cầu nguyện, khi anh chị em muốn làm một điều gì đó, khi anh chị em muốn thành công, anh em ước ao một điều đột phá trên đời sống của mình, thì Satan nó biết rồi. Nó nói: "À, cô này, anh này đang muốn vươn lên, ta phải đến tập phủ cái mền lên đó, ta phải đến tập phủ cái gỗ lên đó, ta phải đến tập phủ điều này điều nọ lên đó." Và anh chị em bắt đầu thấy mọi sự bối tâm. Anh chị em thấy dường như không còn hy vọng. Anh chị em thấy bắt đầu tự nhiên, mới hôm qua tôi đang hừng hực lửa sống như thế này mà sao hôm nay mọi cái yếu siêu thế này. Anh chị em phải biết rằng Satan đang có kế hoạch để ngăn trở cái sứ mạng của anh chị em, ngăn trở ước ao của anh chị em, ngăn trở những cái điều mà Đức Chúa Trời ban cho trong lòng của anh chị em. Satan sẽ không ngăn trở cái người sống không có ước mơ. Satan sẽ không ngăn trở cái người nào sống không có khải tượng. Satan sẽ không ngăn trở người nào chỉ ngồi rung đùi uống trà sống cho qua ngày. Kệ, nó bảo kệ, kiểu gì nó cũng thuộc về tao rồi, cho nên ngăn chi cho nó phí sức. Nhưng mà Satan sẽ ngăn trở người nào lấy tấm lòng thành thật để đến bên Chúa Giêsu và nói rằng: "Lạy Chúa, con muốn cùng với Chúa để bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời trên đất này qua cuộc sống của con." Khi anh em thành thật nói câu đó, Satan lập tức xuất hiện và anh em sẽ thấy một vài rắc rối xảy ra trong cuộc sống của mình. Và những đoạn kinh thánh nền tảng ngày hôm nay để chúng ta hiểu về đề tài này nằm trong Sáng Thế Ký chương 37, 39, 40, 41. Đây là bốn đoạn kinh thánh nói về cuộc đời của Joseph. Nếu anh chị em nào đã đọc rồi thì có lẽ câu chuyện của Joseph rất là quen thuộc. Nhưng anh em nào chưa đọc, tôi khuyên anh chị em về hãy dở Sáng Thế Ký ra và đọc giùm tôi bốn chương 37, 39, 40, 41. Ở đây tôi sẽ đọc tóm tắt thôi vì lý do thời gian. Cho nên tôi sẽ tóm tắt câu chuyện này. Trong Sáng Thế Ký 37 chép như thế này: Gia-cốp ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ là xứ Canaan. Đây là chuyện của dòng dõi Gia-cốp. Joseph tuổi 17 chăn chiên với anh mình, người đi kết bạn cùng
Bila và con của Sinba, hai vợ của cha mình. Joseph thuật lại với cha các chuyện xấu của họ đã nói. Và Israel yêu thương Joseph hơn tất cả các con trai khác, vì là con muộn của mình, nên may cho chàng một cái áo có nhiều màu sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng cha. À, đây là câu chuyện 12 người con của Jacob. Có một người con sinh muộn tên là Joseph, và Jacob rất yêu Joseph, cho nên ông may cho Joseph một cái áo tròn mà rất là nhiều màu sắc. Anh chị em có thích cái áo đó không? Bây giờ mà cái áo đó là hơi căng đấy. Áo rất nhiều màu, xanh, đỏ, tím, vàng, hoa trước sau. Nhưng mà thời của Joseph thì đó là mốt đó nha anh chị em. Phải không ạ? Mốt nó thay đổi liên tục. Cách đây mấy mươi năm thì mặc cái ống quần nó phải bự như thế này mới là modern. Còn bây giờ tóm lại, tôi nghĩ vài năm nữa nó quay trở lại. Phải không nha? Cho nên có thể một thời gian sau mặc áo hoa hòe lại là mốt thì sao? Cho nên hãy chuẩn bị tinh thần. Và Joseph thời bây giờ, đảm bảo với anh chị em, Joseph mặc rất hợp thời trang. Ô, ông mặc một áo tròn nhiều màu sắc và hợp thời trang vô cùng. Nhưng các anh của Joseph thì không được như vậy. Ở ngày xưa khó khăn mà. Anh chị em sống những thời khó khăn sẽ thấy, từ Tết mới được sắm một bộ quần áo, chứ đâu có sắm liên tục được. Cho nên Joseph được đặt cách như thế này. Và làm sao ạ? Các 11 người anh còn lại ghen ghét Joseph, ganh tị với Joseph. Và đây là điều mà thực sự là Joseph không có biết. Joseph đâu có biết đâu. Joseph sống rất là vô tư, như một đứa trẻ 17 tuổi, phải không ạ? Và chúng ta đọc thấy câu chuyện tiếp là chúng ta thấy Joseph có những điềm chiêm bao. Joseph đọc thấy chiêm bao, ông rất hay nằm chiêm bao. Và ông nằm chiêm bao, ông thấy rằng là có những dê lúa, phải không ạ? Có những dê lúa, ông nằm chiêm bao, anh em đọc sẽ thấy, phải không ạ? Thấy rằng có những dê lúa, có những hai cái bó lúa mà nó dựng lên. Xong rồi là gì ạ? Bó lúa này đang ở ngoài đồng. Này, bó lúa của tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đứng đều xung quanh và sắp mình xuống dưới bó lúa của tôi. Rồi ông nằm chiêm bao tiếp là ông thấy rằng là có mặt trời, mặt trăng và 12 ngôi sao. Đó, ông nằm chiêm bao tiếp. Một lần nữa, tôi còn nằm điềm chiêm bao này nữa. Này, mặt trời, mặt trăng, 11 ngôi sao đều sắp mình trước mặt của tôi. Là câu 9 đó anh chị em. Rồi sao ạ? Joseph đi thuật hai điềm chiêm bao lại cho các anh mình nghe. Và các anh mình nói, ô cái thằng nhỏ này, cái thằng nằm mộng này, tại sao nó dám nói rằng là 11 đứa tụi tôi sẽ sắp mình trước mặt nó. Joseph thì vô tư, còn các anh thì suy nghĩ mông lung. Và anh ơi, Joseph đã vô tình đổ thêm dầu vào lửa. Các bạn nghe, đổ thêm dầu vô lửa. Ôi, Joseph bắt đầu đổ thêm dầu vô lửa, và cái cơn ghen tức ở trong những người anh của Joseph bắt đầu nổi lên. Và một ngày kia, anh chị em đọc tiếp sẽ thấy, một ngày kia Jacob sai Joseph đem thức ăn thức uống đi thăm các anh mình ở cái nơi đồng đang chăn chiên đó. Thì Joseph đi đến và hỏi người ta đến tận nơi. Thì các anh Joseph thấy Joseph đi đằng đằng xa, các anh nói, cái thằng nằm mộng nó đến kìa. Và cái thằng nằm mộng nó đến. Và các anh Joseph bắt đầu, bây giờ ta phải giết nó. Giết nó đi, rồi xem thử những cái điều nó nằm mộng đó nó có thành hay không. Các anh bàn như thế. Và cuối cùng khi anh em đọc Kinh Thánh sẽ thấy Joseph bị trói gô lại và quăng xuống một cái hố sâu, không nước, không thức ăn, không có gì cả. Và Joseph không lên được. Joseph không lên. Lần đầu tiên năm 17 tuổi Joseph bị một tai nạn, mà tai nạn đó đến từ các anh của mình. Tai nạn đó đang muốn hủy diệt cuộc đời của Joseph, đang muốn hủy diệt ước mơ của Joseph, đang muốn hủy diệt sứ mạng của cuộc đời Joseph. Anh chị em thấy điều này xảy ra nó có ngẫu nhiên không anh chị em? Không ngẫu nhiên. Đây là kế hoạch của Satan. Và Joseph đã bị quăng xuống dưới hố. Anh em tưởng tượng đi, một thanh niên đang được ôm ấp, đang được che chở, đang được yêu thương ở nhà cha mình, bây giờ bị các anh ném xuống hố. Joseph làm gì? Joseph nghĩ gì?
tâm trạng của ông sẽ ra sao? Chắc chắn rằng ông đang đối diện với một thử thách đầu tiên trong cuộc đời của mình. Anh em thấy không ạ? Thử thách đầu tiên. Và tôi vọng bạn chị em, ngày hôm nay nếu mình bước đi với khải tượng và những giấc mơ, anh chị em cũng sẽ bắt đầu bị quăng xuống hố như Joseph. Bắt đầu bị quăng xuống hố. Hố đó có thể là bệnh tật, hố đó có thể là nợ nần, hố đó có thể là những xung đột trong gia đình, hố đó có thể là những khinh chê của bạn bè, hố đó có thể là sự ruồng bỏ không nhìn nhận của xã hội này. Cái hố sâu đó là hình ảnh của những hoạn nạn trên đời này mà Satan đã bày ra để ném anh chị em vào đó. Anh chị em sẽ bị ném vào đó. Đó có thể là tai nạn đầu tiên, nhưng điều quan trọng là thái độ của chúng ta đối với hoạn nạn như thế nào. Thái độ quan trọng em. Nếu chúng ta có một đức tin đúng, chúng ta sẽ có thái độ đúng. Nếu chúng ta có một đức tin sai, chúng ta sẽ có thái độ sai. Nếu anh em tin rằng Đức Chúa Trời là thành tín, nếu anh em tin rằng Đức Chúa Trời yêu anh em không hề thay đổi, nếu anh em tin rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để cứu anh em khỏi mọi hoạn nạn vì Ngài đã chiến thắng thế gian, thì thái độ của anh em đối với hoạn nạn sẽ là những suy nghĩ tích cực, những hình ảnh tích cực, những hy vọng tràn trề cho tương lai. Amen chị em. Còn nếu anh chị em tin một Đức Chúa Trời là đấng không công bình, anh em không hiểu Đức Chúa Trời của mình, anh em nói với Đức Chúa Trời rằng ôi Chúa chắc cũng giống như các thần khác thôi, anh em hiểu sai về Ngài, thì anh em sẽ thấy tương lai của mình tràn đầy đen tối. Anh em có thể nhìn thấy rằng mình đã kết thúc trong hố sâu. Có thể lắm. Hôm nay anh em đang ở trong hố sâu của bệnh tật, anh em đang ở trong hố sâu của những cái xung đột, anh em đang ở trong cái hố sâu của những bế tắc của cuộc sống. Quan trọng tôi hỏi anh chị em là thái độ anh chị em đối với hố sâu đó như thế nào. Đó là điều quan trọng. Cho nên anh chị em hãy tự hỏi mình. Nếu anh chị em đang gặp nan đề, hãy tự hỏi mình: lạy Chúa, xin soi dẫn để lòng con biết được con như thế nào. Anh em có u sầu vì nó không? Anh em có tuyệt vọng vì nó không? Anh em có buồn bã vì nó không? Anh em có coi rằng hố sâu này là dấu chấm hết của cuộc đời mình không? Tôi hy vọng rằng câu trả lời là không, vì Đức Chúa Trời vẫn hằng ở với anh em. Khi Joseph bị quăng xuống hố, Chúa của Joseph cũng quăng cùng xuống hố. Joseph là người có khải tượng, là người có ước mơ, là người có tương lai, là người có định mệnh. Cho nên không dễ dàng một người như thế bỏ cuộc. Không dễ dàng. Cho nên nếu chúng ta đọc cả 37, 39, 40, 41, Joseph gặp rất nhiều tai họa, nhưng không bao giờ thấy Joseph kêu la một tiếng nào. Không bao giờ thấy Joseph lầm bầm một tiếng nào. Không bao giờ thấy Joseph nói những lời tiêu cực một tiếng nào. Anh em thấy không ạ? Cho nên bài học ở đây là gì anh chị em? Bài học đầu tiên tôi muốn anh chị em ghi nhận là gì ạ? Thái độ đúng khi chúng ta tin đúng. Tin đúng là khi chúng ta nhận biết lẽ thật. Anh em hãy ghi nhận cái chân lý này. Thái độ đúng là khi chúng ta tin đúng. Mình tin sai, mình sẽ có thái độ sai. Và chính cái thái độ sai đó, nó dẫn cuộc sống chúng ta đi đến những sai lầm khác. Nhưng khi chúng ta có thái độ đúng, thì chúng ta bắt đầu có cách để giải quyết những nan đề trong cuộc sống của mình. Cho nên anh chị em ơi, tin đúng là chỉ khi chúng ta nhận biết lẽ thật. Lẽ thật là lời của Chúa. Lẽ thật là lời Chúa. Cho nên qua câu chuyện của Joseph này, ở trong hố sâu, đáng lẽ ra Joseph phải chết, nhưng có một điều gì đó bắt đầu thay đổi anh chị em. Anh chị em đọc tiếp sẽ thấy.
Chúa bắt đầu làm cái điều gì đó thay đổi ở trong hai người anh của Joseph, đó là Ruben và Judah. Cho nên hai người anh này bắt đầu bàn, bảo ô, giết nó có lợi gì đâu, làm đổ huyết ra có lợi gì đâu. Thôi bây giờ thấy cái đàn dân Ả Rập đang đi buôn ở dưới Ai Cập kia, mình bán bén nó thằng nhỏ này kiếm ít tiền tiêu. Nói đúng thiệt, suy nghĩ rất là thông minh. Nhưng mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã can thiệp. Amen chép. Chúa đã can thiệp. Cho nên Kinh Thánh chép trong Châm Ngôn là nếu như một người sống đẹp lòng Chúa, Ngài sẽ khiến cho kẻ thù của người đó trở nên hòa thuận với người. Anh chị em thấy trường hợp này đúng không? Rất đúng. Tự nhiên Ruben và Judah thay đổi và bàn với các anh rằng thôi bán nó đi. Và cuối cùng 11 người anh kia đã kéo Joseph lên, bán Joseph cho cái đoàn mùa nô lệ này. Và đoàn dân Ai Cập này đã đem Joseph bán cho ông quan Potiphar. Và Joseph nghiễm nhiên từ một người Hebrew đang ở trong nhà mình, đang là một người tự do, biến thành một người nô lệ vĩnh cửu trong nhà của quan Ai Cập Potiphar. Chân lý ở đây là gì? Chúng ta đọc thấy gì ở đây? Đó là anh chị em ạ, Chúa thường có thể chiết tách những điều tốt ra từ những điều tồi tệ. Khi một hoàn cảnh anh em trong ở một hố sâu, nếu anh em vẫn tiếp tục tin cậy Ngài, Ngài có sẽ chiết tách những điều tốt ở trong cái hoàn cảnh anh em đó để đưa anh em lên một nấc cao hơn, để đưa anh em lên một nấc khác trong cái sứ mạng của cuộc đời mình. Đức Chúa Trời có thể sử dụng những điều gian ác của con người. Đức Chúa Trời có thể sử dụng những hoàn cảnh trông có vẻ rất là độc ác để đưa anh chị em tiến gần hơn với mục đích của Ngài trên đời sống anh em. Đây là hai điều anh em cần ghi nhận. Nếu ngày hôm nay anh chị em đang ở trong hố sâu của cuộc đời mình, đang ở trong những hoàn cảnh của cuộc đời mình, thì hãy ghi nhớ điều này. Đức Chúa Trời có thể chiết xuất những điều rất tốt trong những điều dường như rất tồi tệ, trong những điều mà người ta nhìn vào chỉ thấy bóng đêm, chỉ thấy tối tăm, chỉ thấy bế tắc, thì Đức Chúa Trời vẫn nhìn thấy những lối thoát trong đó. Ngài vẫn nhìn thấy những điều tích cực trong đó, và Ngài chiết tách nó ra để áp dụng cho cuộc sống anh em, vì Ngài yêu thương anh em. Đức Chúa Trời có thể sử dụng những hoàn cảnh, những công việc rất là gian ác của con người, biến những kế hoạch độc ác của con người đối với anh em, và biến những kế hoạch đó trở thành những công cụ để đưa anh em đến gần với mục đích của Ngài trên cuộc đời mà Ngài định cho anh em. Đó là trường hợp của Joseph. Cho nên anh chị em à, tôi muốn khích lệ anh chị em điều này, đó là anh chị em đừng bao giờ thất vọng trong hoàn cảnh, đừng bao giờ tuyệt vọng trong bế tắc, đừng bao giờ chỉ thấy toàn bóng đêm ở trong cái hố sâu của cuộc sống mình. Hãy nhìn thấy Đức Chúa Trời là ánh sáng của anh em. Hãy nhìn thấy Đức Chúa Trời vẫn thành tín với anh em. Hãy nhìn thấy một Đức Chúa Trời có thể rẽ biển đỏ trước sự bế tắc của anh em. Chúa làm điều đó. Và rõ ràng đáng lý ra Joseph đã chết, nhưng một điều gì đó bắt đầu thay đổi. Ông đã được vớt lên và bán vào nhà nô lệ. Đó là cái bước tiếp theo. Cho nên khi mình ý thức Chúa ở cùng mình, thì anh chị em sẽ được an ủi trong mọi nghịch cảnh. Tôi tin rằng Chúa ở cùng Joseph luôn luôn. Chúa luôn ở cùng Joseph, vì Joseph là người nằm mơ, Joseph là người có ơn tiên tri, Joseph là người sống chân thành và công chính. Joseph không đồng ý với những điều xấu xa của các anh mình. Joseph có lòng tử tế, và Joseph được chọn cho một mục đích. Và anh em đọc đến cuối chương 41 sẽ thấy mục đích đó. Đó là mục đích để cứu đói cả dòng tộc Israel.
Đó là mục đích để cứu đói cả thế gian và nước Ai Cập là cường quốc lúc bấy giờ. Đó là mục đích tương lai. Nhưng Joseph không biết điều đó. Joseph biết rằng trong lúc tuổi 17, ông mơ hai giấc mơ. Và giấc mơ đó đã thay đổi tâm trí của ông. Giấc mơ đó đã thay đổi ý nghĩa cuộc sống của ông. Giấc mơ đó đã đeo đuổi theo cuộc đời của ông. Và anh chị em ơi, trong hố sâu, Joseph sẽ nghĩ gì? Joseph sẽ nghĩ rằng, không, hố sâu này không phải là chỗ của tôi. Hố sâu này không phải là mục đích cuộc đời của tôi. Hố sâu này không phải là nơi mà tôi phải ở. Không, tôi thuộc về một chỗ khác. Mục đích cuộc đời của tôi là để giải cứu thế gian này. Mục đích cuộc đời của tôi là để giải cứu nước Ai Cập. Mục đích cuộc đời của tôi là để nuôi dòng tộc Israel này trong những lúc đói kém. Joseph biết điều đó. Joseph nuôi khải tượng đó. Joseph sống với khải tượng đó. Cho nên khi ông sống với khải tượng, ông rơi vào hố sâu thì ông không bị tuyệt vọng. Amen chị em. Cho nên một người có khải tượng, một người sống có mục đích, một người mà có cái điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi, thì người đó không bao giờ tuyệt vọng trong hoàn cảnh. Cho nên tôi nhắc lại, ý thức Đức Chúa Trời ở cùng mình sẽ tìm được sự an ủi trong mọi nghịch cảnh. Anh chị em phải cần sự an ủi. Tôi xin nói lại, hố sâu có thể là bệnh tật của anh em. Hố sâu có thể là một món nợ mà anh em cần phải trả. Hố sâu có thể là một xung đột trong gia đình triền miên mà anh em chưa biết lối ra. Nhưng hôm nay, nếu anh chị em ý thức được rằng Đức Chúa Giêsu ở cùng với anh em đến đời đời, thì anh em sẽ bắt đầu nhận được sự an ủi và sức mạnh từ nơi Ngài. Anh chị em sẽ bắt đầu vượt qua từng bước cái nan đề của mình. Anh em sẽ bắt đầu thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trên cái kế hoạch của Ngài. Đó là Ngài chiết xuất những điều tốt trong hoàn cảnh của anh em, để rồi anh em nếm trải những điều tốt đó. Ngài có thể sử dụng những cái kế hoạch gian ác của con người để đưa anh em tiến gần đến mục đích và khải tượng mà Chúa định cho cuộc sống của anh chị em. Ý thức được Đức Chúa Trời ở cùng mình, anh chị em sẽ luôn luôn nhận được sự an ủi. Tôi xin nhắc lại rằng, sống trong thế gian này không có một chỗ nào là hoàn hảo như thiên đàng. Thế gian đầy cạm bẫy, thế gian đầy lừa lọc, thế gian đầy ma quỷ, thế gian đầy sự vấp phạm. Vấn đề Chúa muốn thấy là không phải anh chị em cầu xin Ngài cất con khỏi thế gian, không phải anh chị em cầu xin Ngài cha ơi đừng để con gặp hoạn nạn. Không, điều Chúa muốn thấy là anh chị em phải đón nhận thử thách, chiến thắng thử thách, vượt qua thử thách và sống trên thử thách. Đó là điều Chúa muốn thấy. Anh em đang nợ nần, Chúa muốn thấy anh em lấy được sức mạnh của Chúa, trả xong nợ nần và nói với người cho anh em vay tiền: Chúa đã giúp tôi trả xong nợ cho anh. Nếu anh em bệnh tật, anh em phải biết rằng Chúa Giêsu đã chịu đòn để anh em được sống, được chữa lành, để rồi anh em làm chứng trước hội thánh, trước bạn bè thiên hạ rằng bác sĩ nói tôi 3 tháng nữa chết, nhưng mà nhờ Chúa Giêsu tôi vẫn sống đến ngày hôm nay. Chúa muốn chúng ta đừng nhục chí trước thử thách, nhưng Chúa muốn chúng ta vượt lên, Chúa muốn chúng ta xử lý nó, Chúa muốn chúng ta thắng hơn và để rồi vươn lên và giơ cao ngọn cờ, trên đó có lá cờ chiến thắng của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Amen chứ? Đó là điều Chúa muốn thấy. Nhiều người ngày hôm nay chúng ta không có tinh thần này. Khi gặp hoạn nạn thử thách đến, chúng ta la lối khóc lóc, chúng ta đau buồn y như là Chúa chết rồi, không còn sống nữa. Không ạ? Không. Tôi xin nói với anh em, Chúa chúng ta không chết. Và Ngài hứa trong Ma-thi-ơ chương 28 rằng: Này ta ở với các con cho đến khi tận thế. Anh em có ý thức được rằng Chúa ở cùng mình không? Nếu anh em ý thức được điều đó, chắc chắn anh em sẽ nhận được sự an ủi trong nghịch cảnh của mình. Chắc chắn lòng anh em sẽ bắt đầu có sự bình an khác lạ.
anh em sẽ có được một niềm vui sâu thẳm bên trong, mặc dù nan đề đầy dẫy. Anh em sẽ có sức mạnh bên trong, mặc dù chông gai vẫn còn đó. Nhưng chính sức mạnh đó, chính niềm vui đó, chính sự bình an trong lòng đó sẽ giúp anh chị em vượt qua đắc thắng và làm sỉ nhục Satan trên đất này. Cho nên anh chị em ơi, câu chuyện của Joseph vẫn không ngừng lại đó đâu. Câu chuyện Joseph vẫn không ngừng. Joseph đi làm ở trong nhà của Potiphar, phải không ạ? Và có một cái tai nạn lại xảy đến cho Joseph nữa. Mặc dù Chúa ở cùng ông, cho nên mọi việc ông làm đều được thịnh vượng. Và ông quan Potiphar, ông giao hết toàn bộ gia tài, công việc trong nhà cho Joseph quản lý hết. Nhưng mà đúng là Satan nó vẫn không bỏ cuộc, phải không ạ? Khi nó đạp anh chị em không được thì nó cám dỗ anh chị em. Anh chị em nhớ điều đó nha. Khi nó đạp anh chị em không được thì nó cám dỗ anh chị em. Đây là chiêu của Satan. Khi nó dùng hố sâu không giết được Joseph thì bắt đầu nó bắt đầu rủ rê Joseph ăn viên kẹo bọc đường. Anh em biết viên kẹo bọc đường không? Viên kẹo bọc đường hơi cằn. Bắt đầu nó cám dỗ, nó kích động làm sao mà người vợ xinh đẹp của Potiphar lúc nào cũng vê vãn Joseph, bởi vì Joseph đẹp trai quá. Chắc ông quan kia suốt ngày ông già rồi, ông lo công việc ở trong triều đình, ông không có thời giờ chăm sóc người vợ trẻ. Bây giờ người vợ trẻ bắt đầu là bị Satan kích động cám dỗ. Và Joseph sao anh chị? Nói không, tôi không thể làm việc đại ác này. Chủ đã tin yêu tôi, chủ đã trông cậy, tin cậy tôi, giao cho tôi tất cả mọi điều, ngoại trừ bà là vợ của chủ. Mà bây giờ tôi còn chiếm luôn vợ của chủ nữa thì tôi còn là cái gì? Chắc trời tru đất diệt tôi luôn. Joseph nghĩ như thế. Cho nên Joseph 10 lần, 5 lần, 7 lần, 10 lượt là không, là không, nhất định là không. Và một ngày nọ, một ngày nọ, sự cám dỗ lên đến đỉnh điểm, người ta gọi là trấn áp luôn, đúng không? Người này tự nhiên là xông lên ôm chầm Joseph luôn. Tôi nói thiệt á, đối với những tội lỗi ngọt ngào, trong 36 kế thì kế bỏ chạy là tốt nhất. Bao nhiêu? Có những người nói tôi tâm linh mạnh lắm, thoải mái đi, tôi vô những nơi massage đồ các thứ để tôi làm chứng cho những cô gái điếm ở trong đó. Quên đây làm chứng. Làm chứng hồi nữa làm chứng ngược lại. Phải không ạ? Cho nên tôi nói với anh chị em 36 kế. Đối với tội lỗi thì kế bỏ chạy vẫn là an toàn nhất. Amen anh chị em. Bỏ chạy. Và Joseph thực sự đã bỏ chạy. Nhưng khổ một điều, bà đã túm được cái áo. Và cái áo khoác tuột lại. Và bà đã lấy cái bằng chứng này để tống Joseph vào tù. Anh chị em ơi, nếu tôi hay anh chị em mà ở tù cái kiểu này, chắc là tức ngày tức đêm đúng không vậy? Ở trong tù đập bàn đập ghế, tại sao và tại sao? Đức Chúa Trời ơi, Ngài có công bình không? Có phải anh chị em? Tôi đảm bảo, nếu mà là một người bình thường, không có cái sự hiểu biết là thật thì sẽ nói như thế. Chúa ơi, con sống công bình, con bỏ chạy khỏi tội lỗi mà bây giờ tại sao con lại ở tù? Thế chứ. Nhiều khi cuộc đời này éo le lắm anh chị. Cuộc đời này là bất công. Cuộc đời này là không công chính. Cuộc đời này là không công bằng. Cho nên tôi nói anh chị em, sống ở đời này mà anh chị em đòi sự công bằng là anh chị em sẽ thất vọng. Amen. Sống ở đời này, anh chị em ơi, hãy nương vào lòng thương xót, sự nhân từ của Chúa mà sống. Amen. Hãy nương vào sự tha thứ, yêu thương của Chúa mà sống. Amen. Hãy thương vào sự bảo vệ an ninh của Chúa mà sống. Amen. Tôi nói với anh chị em rằng không có công chính trên đất này. Cho nên anh chị em đừng ngạc nhiên khi những điều bất công xảy ra. Đó không phải Chúa làm, mà Satan làm. Satan làm. Cho nên trong trường hợp Joseph, ông có phạm tội đâu. Nếu ông ngủ với vợ Potiphar mà bỏ vô tù thì đúng là ok. Cái chuyện đấy là tuyệt vời. Joseph nói thôi bây giờ mình chết rục xương trong này, sao đâu, đó là lỗi mình chịu. Nhưng Joseph có phạm tội đâu.
Thưa anh chị em ơi, cái hố sâu thứ hai này, nếu anh em đọc hết câu chuyện sẽ thấy cái hố sâu thứ hai này của Joseph đưa Joseph một bước đến gần với mục đích của cuộc đời hơn. Amen. Nếu anh em đọc sẽ thấy từ một người Hebrew đi chăn cừu thì bây giờ bằng cách nào đó Chúa đưa vào nhà ông quan, đúng không ạ? Gần không? Gần nước Ai Cập hơn không? Gần chứ. Rồi bây giờ bằng một cách nào đó Chúa lại tống ông Joseph vô trong tù, gần hoàng cung hơn không? Nhà tù sát hoàng cung đấy, đúng không? Cái cung điện ở đây thì nhà tù ở đây, cho nên sát đấy. Potiphar nhà quan còn ở xa, bây giờ đưa đến gần hơn. Và Joseph ở trong tù. Tôi không biết Joseph ở tù bao nhiêu năm, nhưng mà lạ lùng một điều thay, vô trong nhà ông quan Joseph cũng làm chủ, còn vô trong tù Joseph cũng làm chủ ngục luôn, đúng không? Joseph được ơn. Joseph, Kinh Thánh chép rằng Đức Giê-hô-va phù hộ người. Cái chữ phù hộ này anh em hiểu là ở cùng. Đức Giê-hô-va ở cùng Joseph, cho nên Joseph đi tới đâu, Joseph làm gì, Joseph cũng được ơn. Câu hỏi đặt ra đến chỗ này, làm sao mình biết Chúa ở cùng mình anh chị em? Làm sao mình biết Chúa ở cùng mình? Làm sao mình biết Chúa ở cùng mình? Khi Chúa ở cùng thì anh chị em sẽ thấy những hình ảnh tương lai đầy tích cực và hy vọng. Còn khi Chúa không ở cùng, anh chị em sẽ thấy những hình ảnh tương lai đầy bế tắc và tối tăm. Anh chị em hãy ghi nhớ chân lý đó nha. Câu hỏi là làm sao anh chị em biết Chúa ở cùng mình? Tôi thấy đâu? Tôi có nắm tay Chúa Giê-xu đi chơi đâu? Tôi có ngồi cùng Ngài để uống cà phê đâu? Không thấy. Nhưng tại sao tôi biết Chúa ở cùng tôi? Đó là khi ở trong nghịch cảnh, anh chị em vẫn thấy những hình ảnh tích cực. Khi Chúa cùng anh chị em thì toàn là những hình ảnh tích cực sẽ xảy đến trên cuộc đời anh em. Anh em sẽ thấy. Cho nên là tại sao tôi nói vậy? Nếu Joseph ngồi trong tù nha, vô trong tù mà ngồi suốt ngày ủ rũ khóc lóc, lúc nào cũng nói lời tiêu cực, thậm chí nói tục chữ bậy nữa, thì ông cai ngục đó, ông có tin cậy Joseph không anh chị em? Không, không có cái thằng Hebrew nào ở đây. Mày vô đây khóc lóc gì, tao cho giang hồ đại bàng nó đánh mày, gọi là què chân luôn, đúng không? Nó sẽ đánh chứ, chắc chắn chứ. Anh em vô tù biết rồi, đại bàng không thôi. Vô tù một cái là có một màn rửa phòng là biết rồi đó. Rửa phòng một cái là bò không nổi luôn. Nhưng mà Joseph vì cái thái độ của ông, vì cái hành vi của ông, vì cái sự tự chủ của ông, vì những hình ảnh tích cực của ông mà chủ ngục thấy lạ quá. Ô, sao lại có một tù nhân tích cực thế này nhỉ? Có một tù nhân trung tín trong mọi sự thế này nhỉ? Có một tù nhân mà rất là đạo đức thế này nhỉ? Có một tù nhân mà tuân thủ mọi luật lệ của nhà tù thế này nè, mà còn giúp đỡ những tù nhân khác nữa, an ủi những tù nhân khác nữa để họ không tự sát trong tù nữa. Cai ngục bảo, ô, anh này được, cất nhắc anh lên làm đội trưởng quản lý các tù nhân. Phải không? Cất nhắc. Cho nên chị em à, anh em muốn trong cuộc sống mình được cất nhắc không? Hãy có thái độ tích cực. Hãy vui vẻ. Hãy hòa đồng. Hãy luôn luôn trở là một con người năng động. Anh em ở trong công ty, ở trong công sở, ở trong công việc, ở trong chỗ làm, ở trong cái nơi nào mà anh em làm việc, anh em ơi, đừng là một con người than phiền. Nếu anh em là một con người than phiền trong cái nghịch cảnh của mình, anh chị em sẽ bị đè xuống tiếp. Anh em có thể mất việc vì lời than phiền của mình, anh em mất việc vì cái thái độ của mình. Nhưng nếu anh em có thái độ tích cực, vui vẻ hòa đồng, sếp cứ 3 tháng gọi anh em vào tăng lương cho anh lần, không ạ? Tăng lương lần. Hỏi tại sao tăng vậy sếp? Bà không biết, tôi thích anh tôi tăng. Nhiều khi nó là như thế. Cho nên cái thái độ của chúng ta, cái hình ảnh ở trong tâm trí chúng ta, cái thái độ sống của chúng ta đối với hoàn cảnh, nó làm cho chúng ta thăng tiến. Mặc dù Joseph thật sự cũng đang ở một hố sâu. Cho nên ở đây tôi nhắc lại một cái chân lý nữa ha. Một cái chân lý nữa.
khi Chúa ở cùng mình, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em những hình ảnh tích cực. Khi Chúa ở cùng anh em sẽ có những khải tượng tích cực, có những mục đích tích cực, có những cái điều rất là đầy hy vọng ở trong tương lai. Đó là sự thật. Joseph là người có ước mơ. Joseph đã được Đức Chúa Trời ban cho những giấc mơ. Và chính ông đang sống với những giấc mơ đó. Ông sống với những ước mơ đó. Cho nên dù ông gặp trong nghịch cảnh nào, ông ở trong đâu, thì ông vẫn luôn luôn là người tích cực, không gục ngã. Tôi hy vọng rằng Chúa sẽ ở cùng anh chị em luôn luôn. Tôi hy vọng rằng anh chị em luôn cảm nhận được Đức Chúa Trời đang đồng hành với mình trong mọi bước đường của cuộc sống này. Amen chị em. Và cách để kiểm chứng điều đó là, cách để kiểm chứng điều đó là tâm trí anh chị em luôn đầy hy vọng, tâm trí anh chị em luôn đầy những ước mơ, tâm trí anh em luôn đầy những điều mà lời hứa của Đức Chúa Trời hứa cho anh chị em. Nếu anh chị em đang ở trong hố sâu của bệnh tật, thì tâm trí anh chị em đang thấy hình ảnh mình được lành, chứ không phải thấy hình ảnh bác sĩ nói 3 tháng nữa là mua quan tài. Đừng thấy điều đó. Đôi khi đi khám bệnh cũng nguy hiểm. Phán chăn câu xanh rờn về 3 tháng nữa mua quan tài luôn, hơi căng. Chúa nói rằng bởi lần đòn của ta chịu các con đã lành bệnh rồi. Tôi muốn anh chị em thấy những hình ảnh rằng mình đang là người khỏe mạnh. Mình đang khỏe mạnh, mình đang đi lại và phục vụ Chúa. Nói như lời Chúa nói, không, tôi không chết, tôi vẫn sống để kể lại công việc dị thường của Đức Giê-hô-va, công việc phi thường của Ngài. Cho nên khi chúng ta sống với thái độ đó, anh chị em sẽ bước qua khỏi hố sâu để tiến về phía trước. Okay, tôi đi tiếp nha anh chị em. Joseph đang làm một đội trưởng trong ngục, thì tự nhiên cả hai ông nằm mơ trong đó. Tôi tin rằng Chúa khiến cho hai ông này nằm mơ, đúng không? Hai ông này là một ông dân bánh, ông dân rượu, vì chọc giận Pharaoh sao mà tống luôn vô ngục luôn. Và bây giờ hai ông nằm mơ, mà nằm mơ cùng một đêm luôn. Đó, ông mơ thấy chim nó mổ, còn ông mơ thấy những giấc mơ. Và bắt đầu Joseph bắt đầu sao ạ? Gặp đúng thế mạnh của Joseph. Phải không ạ? Tôi hỏi với anh chị em, chứ trong tù mà ai cần mà giải mộng, đúng không? Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn khiến cho Joseph vẫn có việc làm trong tù. Anh chị em ạ, nếu anh chị em là người yêu mến Chúa, giữa một đất khô khan cực nhọc, Chúa vẫn có việc làm cho anh chị em. Nghề anh chị em là gì? Nghề anh chị em là gì? Anh chị em nói bây giờ ở nước Việt Nam không cần cái nghề đó, nhưng nếu anh chị em yêu mến Chúa, Chúa sẽ tạo người cần cái nghề đó cho anh chị em. Joseph là có một cái nghề giải mộng, mà thật ra trong tù không ai cần giải mộng hết á. Joseph ở tù 4-5 năm trong đó, chẳng thấy ai nói là ông Joseph ông giải mộng giùm tôi cái. Nhưng ngày hôm đó Đức Chúa Trời khiến cho hai ông quan này nằm mơ và cần giải mộng. Này thấy chưa? Chúa sẽ đưa khách hàng đến. Chúa đưa khách hàng đến chứ. Anh em đang buôn bán nhà đất, bây giờ Covid nó ế đúng không? Chúa đưa khách hàng đến. Hãy bước theo Ngài, hãy tích cực với Ngài, hãy làm những điều kính sợ Ngài, hãy sống trong một bức tranh đầy tích cực. Chúa sẽ dẫn khách hàng đến cho anh chị em. Amen. Đó, bây giờ Chúa dẫn cho Joseph hai khách hàng xịn luôn. Hai khách này rất xịn. Đây là hai quan ở trong cung điện hoàng gia, đúng không? Và cuối cùng Joseph giải mộng, mà tôi cũng công nhận Joseph rất trung tín với Chúa. Nếu mà Joseph không trung tín á, thì Joseph sẽ giải cho hai ông này toàn những điều tích cực không ạ? Nhưng mà Joseph rất trung tín với Chúa. Joseph giải rằng một ông chết và một ông được phục chức. Ôi, nghe thấy rùng rợn luôn, đúng không? Joseph giải đúng luôn. Ông này nè được phục chức nè, ông kia nè 3 ngày nữa Pharaoh treo cổ ông lên. Ông kia mà hoảng hồn luôn. Mà những gì Joseph nói trung tín với những điều Chúa bày tỏ, thì những điều đó xảy ra. Và tôi đọc câu chuyện này, Joseph bắt đầu gặp tiếp một hoạn nạn nữa. Anh em biết hoạn nạn này là gì không ạ? Trong cái khi mà giải mộng cho hai ông kia, thì Joseph mới nói với cái ông mà được phục chức á: ông ơi, khi ông được tha rồi, ông nhớ giùm đến cái thằng oan nghiệt này tí xíu,
tôi bị tù oan ở đây, ở trong tối tăm cả đời này mà tôi không có làm cái gì cả. Ông nhớ giùm, ông tâu giùm cho Pharaoh một tí xíu thôi. Nhưng mà anh em đọc Kinh Thánh thấy sao? Quên bé mất tiêu. Cuộc đời nhiều khi nó không như mình nghĩ, phải không chứ? Cuộc đời không như mình nghĩ. Mình làm ơn cho người ta mà một lời cảm ơn cũng không có. Tức gì đâu mà tức. Tức không chứ? Tức chứ. Phải không ạ? Đôi khi như thế. Cuộc sống này tôi nhắc lại đầy bất trắc. Tôi xin nhắc lại, thế gian này không có sự công bằng. Để sống hãy dựa vào tình yêu và sự an ủi của Chúa. Amen. Chúa là đấng an ủi tôi. Đức Giê-va là đấng chăn giữ tôi. Dầu tôi đang đi trụng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào. Vì sao anh chị em? Vì Chúa ở cùng tôi. Thi Thiên 23 câu 4. Amen. Cho nên anh chị em ơi, trong cuộc sống này, để anh chị em có những phút giây nhẹ nhàng, bình an, vui mừng, thỏa lòng, anh chị em đừng trông đợi những gì từ đời này. Hãy trông đợi phần thưởng từ nơi Chúa. Đó là chân lý. Và tôi nhìn thấy rằng chính Joseph sống đúng nguyên tắc đó. Mặc dù ông vẫn đề nghị người ta giúp ông, nhưng ông không trông đợi vào những đề nghị đó. Kể có cũng được, không có cũng được. Ông biết rằng nếu ông là người đã được Đức Chúa Trời đặt cho sứ mạng thì ông vẫn tiếp tục sống với khải tượng của mình. Và ông hiểu rằng Đức Chúa Trời vẫn có quyền để dùng những hoàn cảnh gian ác này để đưa ông đến gần với khải tượng hơn. Anh chị em ghi nhớ chân lý đó nha. Đức Chúa Trời có quyền dùng những hoàn cảnh gian ác để đưa anh chị em đến gần với mục đích của cuộc sống. Đừng sợ. Nếu anh chị em là người của khải tượng, anh chị em là người của ước mơ, đừng sợ. Giống như hội thánh nhà muôn dân của mình ở đây vậy đó. Bây giờ chỗ nhóm thì mình cũng chưa có ổn định, phải không ạ? Ước mơ thì mình có. Khải tượng của hội thánh là có. Khải tượng là gì ạ? Để cho muôn dân trên đất này, từ Bắc, từ Trung, từ Nam, từ cao nguyên đến đồng bằng, biết rằng có một Chúa Giê-xu phục sinh hằng sống tại nơi đây. Biết rằng có một đấng chữa lành, giải phóng và cho họ một đời sống mãn nguyện trên đất này, tại nơi này. Để biết rằng tin lành không phải là một tôn giáo nguội lạnh, nhưng tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu những người tin. Amen chứ. Đó là khải tượng của chúng ta, đó là ước mơ của chúng ta. Nhưng bước đường của chúng ta đi sẽ có những hố sâu. Ok, sẽ có những hố sâu. Có những hố chúng ta phải chịu. Nhưng lòng của chúng ta vẫn tin cậy Ngài. Chúng ta vẫn vui vẻ mỗi Chủ nhật. Amen chứ. Chúng ta vẫn tung hô Ngài và chúng ta vẫn nói rằng chắc chắn Chúa đang sắm cho hội thánh nhà muôn dân một nơi tuyệt vời để thờ phượng danh của Ngài. Một nơi tuyệt vời để giải cứu nhiều người. Amen. Một nơi mà người ta đến và người ta để bệnh tật, đau yếu, bất an, lo lắng, buồn phiền trở lại và đem bình an trở về nhà. Amen. Đó là nơi đó. Tất cả thứ gì xấu xa tối tăm đem hết bỏ lại cho Chúa, lấy những sự bình an đi về. Đó là điều mà chúng ta có. Cho nên chị em ơi, đừng bao giờ thất vọng. Giống như Joseph vậy đó. Nhưng mà không sao. Tại vì cái ông quan kia ông quên, cho nên Đức Chúa Trời cho chính Pharaoh nằm mơ luôn. Anh em thấy không ạ? Đọc tiếp đi. 40-41 anh em sẽ thấy. Bây giờ Đức Chúa Trời trên trời nhìn xuống nói rằng: ê, cái ông quan kia, tại sao Joseph cứu nhà ngươi mà nhà ngươi không tâu giùm cho ông Pharaoh rằng là Joseph bị oan? Chắc ông kia ông chẳng nhớ luôn. Thấy được thả ra tù rồi sướng quá, quên hết. Tất cả mọi ân nhân của mình bỏ ra đằng sau hết. Và Chúa trên trời nói: được rồi, bây giờ ta sẽ cho Joseph việc làm tiếp. Tối nay ta sẽ cho Pharaoh nằm mơ. Và Pharaoh nằm mơ. Pharaoh mơ thấy mấy con bò đói, mấy con bò mập, rồi mấy dây lúa đói, mấy dây lúa yếu, mấy dây lúa mạnh. Anh em đọc sẽ thấy. Và những gì đói đó ăn nuốt những cái gì mà mập mạnh hết. Và ông Pharaoh này ông nghĩ mãi, ông suy nghĩ mãi, ông thấy thế nào là những cái dây lúa yếu, thế nào là những con bò gầy guộc, thế nào là những con bò mập mạnh, mà tại sao những con bò gầy guộc nó lại ăn nuốt những con bò mập mạnh này. Ông nghĩ mãi, ông kêu tất cả các pháp sư, thầy bói, ông kêu tất cả những thầy phù thủy,
những gọi đồng, linh cốt rồi, xem sao rồi các thứ đến, chẳng nào giải được. Tôi nghĩ rằng ngay lúc đó đó, Đức Chúa Trời đóng não của mấy ông đã lại, cho nên ông chẳng bàn được ý. Chúa nói rằng cái mơ này chỉ có Joseph của ta mới giải được thôi. Chúa nói đó. Cho nên chị em à, nếu anh chị em yêu kính Chúa, thì có những sứ mạng mà chỉ có anh em mới hoàn thành được thôi, không có người thứ hai. Hãy tin điều đó đi. Đức Chúa Trời mình là đấng đầy dạy sự công chính. Chúa đã kêu anh em, thì chỉ có anh em thực hiện. Người khác không có cửa. Mấy thầy bói không có cửa. Thầy pháp không có cửa. Không ai. Pháp sư cũng không có cửa luôn. Chỉ có Joseph mới giải được. Và bây giờ Pharaoh đang bối rối. Đi qua đi lại. Đi tới đi lui. Và ông đập bàn đập ghế. Ông bảo bây giờ suýt nữa là ông làm như là trong Đa Nhân, không giải được là ta chém hết. Đấy, ông vua trong Đa Nhân còn cực đoan hơn nữa, không giải được ta chém hết, nhà tụi quay ra đóng phân hết. Cái ông quan kia sợ quá, vỗ đầu một cái, tôi nhớ lại rồi, 2 năm trước có một thằng Hebrew nó giải cho tôi được sống. Thế là muốn quên cũng không được, đúng không chém? Muốn quên cũng không được. Đừng có tưởng nha, muốn quên là quên đi sao được đâu, không quên được. Cuối cùng Đức Chúa Trời bắt ông quan này phải nhớ lại và tiến cử Joseph. Anh chị em thấy không ạ? Có ai mà từ nhà tù trở thành thủ tướng không? Nhưng mà Chúa Trời làm được. Chúa Trời làm được. Chỉ một bước nữa thôi, Joseph từ một tù nhân trở thành thủ tướng Ai Cập. Tôi muốn anh chị em đọc 3 đoạn này, 4 đoạn này và sâu chuỗi những vấn đề của Joseph. Sâu chuỗi lại, mình sẽ thấy Đức Chúa Trời ở cùng Joseph, cho Joseph một khải tượng. Và rồi Satan biết rằng Joseph là người có khải tượng của Đức Chúa Trời. Nó đem hố sâu đến, nó đem người đàn bà cám dỗ đến, nó đem nhà tù đến. Anh chị em, nhưng 4 điều đó không giết chết được Joseph. Cho nên hỏi anh chị em, hố sâu anh chị em là gì hôm nay? Bệnh tật chăng? Đói nghèo chăng? Nợ nần chăng? Xung đột gia đình chăng? Anh chị em ơi, đừng thất vọng trong Chúa. Đây là một chuỗi trong những bước để đưa anh chị em hoàn thành sứ mạng của Chúa trên cuộc đời của mình. Mỗi bước anh chị em đi qua, anh chị em sẽ trưởng thành hơn. Anh chị em sẽ thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời trên mình nhiều hơn. Và rồi một ngày nào đó, anh em trưởng thành rồi, Chúa sẽ đặt anh chị em vào trong vị trí mà Ngài đã định. Anh chị em hiểu ý tôi nói không ạ? Joseph không thể nào từ một người chăn cừu mà trở thành thủ tướng. Không. Joseph phải biết chiến đấu trong hố sâu. Joseph phải biết chiến thắng trong cám dỗ. Joseph phải biết phục vụ trong nhà tù. Joseph phải biết giải những giấc mộng. Joseph phải biết quản lý những con người trong nhà tù. Joseph phải biết làm những việc nhỏ. Và ai trung tín trong việc nhỏ thì cha ta sẽ đặt cai quản nhiều. Anh em hiểu ý tôi nói không? Mỗi cuộc sống của chúng ta muốn bước lên vị trí cao hơn, chúng ta phải hoàn thành ở những vị trí nhỏ hơn. Chúng ta phải trung tín, bám lấy khải tượng, sống với khải tượng, đi từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Và rồi một ngày, Đức Chúa Trời nhìn thấy Joseph đủ tiêu chuẩn rồi. Joseph trưởng thành rồi, đức tin cứng cáp rồi, tất cả được rồi. Giao cho vị trí thủ tướng để cai quản toàn Ai Cập lúc bây giờ. Anh em tưởng tượng, Ai Cập lúc bây giờ giống như nước Mỹ ngày hôm nay, bá chủ thế giới, một bước lên làm tổng thống luôn. Anh em tưởng tượng không? Cho nên mọi điều Đức Chúa Trời có thể làm. Tóm lại tôi muốn nói anh chị em điều gì? Anh chị em ơi, thái độ đối với hoàn cảnh rất quan trọng. Anh chị em có thái độ đúng khi anh chị em tin đúng. Anh chị em tin đúng khi anh chị em nhận biết lẽ thật trong Kinh Thánh này.
Đức Chúa Trời có thể chiết xuất những điều tốt cho anh em từ trong những mớ xấu xa hỗn độn. Hãy tin điều đó. Đức Chúa Trời có thể dùng những cái kế hoạch gian ác của người đời này, của Satan, của xã hội, của tất cả mọi thứ nhằm hại anh em. Đức Chúa Trời có thể sử dụng những kế hoạch đó để đưa anh chị em từng bước tiến gần đến với mục đích của Ngài cho cuộc đời của anh chị em. Tiếp theo, làm thế nào để mình biết Đức Chúa Trời ở cùng mình? Đức Chúa Trời ở cùng mình có một dấu hiệu, đó là Ngài luôn cho anh em những hình ảnh tích cực về tương lai, những hình ảnh đầy hy vọng về tương lai, những hình ảnh đầy sáng lạng trong tương lai. Đức Chúa Trời không có những điều tối tăm và tiêu cực. Nếu anh em đang bị bệnh tật thì Chúa ở cùng anh em sẽ cho anh em một hình ảnh anh em được khỏe mạnh, anh em được phục hồi, anh em được sống lâu và anh em được phục vụ Chúa. Nếu anh em là người đang trong nợ nần, Chúa sẽ cho anh hình ảnh anh em là người sẽ đi thế này chứ không còn cúi đầu nữa, tao trả hết nợ rồi nha. Anh em sẽ có hình ảnh đó, ngang nhiên tự tại. Anh em sẵn sàng lên mạng xã hội public các thứ, không còn giấu giếm nữa, không đi trốn nữa. Đó là sự thật. Cho nên anh chị em sẽ có những hình ảnh rất tích cực, kể cả trong nghịch cảnh, thì đó là dấu hiệu mà Đức Chúa Trời ở cùng anh em. Còn nếu anh chị em không có cái đó thì Satan ở cùng anh em. Không, mình phải nói chân thành tí xíu, chứ nói mà nó lựa lời quá nó không đúng sự thật. Khi mà anh chị em có những hình ảnh tiêu cực, thất bại, bệnh tật, đau yếu, nợ nần, tuyệt vọng, Satan đang ở cùng anh chị em. Đó là sự thật. Cho nên anh chị em hãy cẩn thận điều này, amen. Cuối cùng, điều cuối cùng, đó là nếu Chúa ở cùng anh chị em thì Ngài sẽ đưa anh chị em từng bước tiến trên mục đích của Ngài. Anh chị em phải trung tín để Đức Chúa Trời dùng những hoạn nạn thử thách đào tạo anh chị em phù hợp với vị trí mà Ngài đã kêu gọi. Đó là trường hợp của Joseph. Cho nên anh chị em ạ, trong Roma chương 8 câu 35, khi anh em đọc sẽ thấy ai có thể thắng hơn chúng ta? Hoạn nạn trần truồng gươm giáo chăng? Không, không ai hết. Cho nên Đức Chúa Trời sẽ ủng hộ vị trí của bạn. Đức Chúa Trời ủng hộ vị trí của bạn bằng cách gì? An ủi bạn, cho bạn sức mạnh và bạn sẽ được bảo vệ và an ninh trong cái vị trí mà Ngài đã kêu gọi. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Cho nên qua bài giảng ngày hôm nay, tôi muốn khích lệ anh chị em những điều như vậy, để rồi anh chị em sẽ vượt lên hố sâu của mình, sẽ vượt qua hoàn cảnh của mình, tiến vào đúng vị trí mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Anh chị em đừng buồn nữa, đừng phiền nữa, đừng nói ra miệng những lời tiêu cực nữa, đừng có thái độ tuyệt vọng nữa. Anh chị em hãy biết rằng Ma-thi-ơ chương 28 chép: nay ta ở cùng con cho đến khi tận thế. Anh chị em có tin lời đó là đúng không? Anh chị em có tin Chúa ở cùng mình không? Anh chị em có tin Đức Thánh Linh đang ở trong lòng mình không? Nếu anh chị em thực sự tin thì ngày hôm nay anh chị em là người nhảy múa dù anh chị em đang ở trong nghịch cảnh. Amen. Đó là sự thật. Anh chị em có được khích lệ vì những lời này không? Có học được điều gì không? Là tôi kiểm tra đây. Kiểm tra đúng không? Kiểm tra xem anh chị em học được điều gì chứ. Nếu mà chúng ta nghe gần một tiếng đồng hồ thế này mà cuối cùng là nghe chỉ thấy khoan khói thôi, về nhà hỏi nghe được gì không? Quên hết rồi. Hơi căng, đúng không? Hơi căng. Thế này là không được. Ok, mình giao lưu tí nha.